Thưa quý vị, thưa các bạn, Tuyên Quang là tỉnh có diện tích rừng và đất lâm nghiệp chiếm 80% tổng diện tích đất tự nhiên. Đây là những lợi thế để tỉnh tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng gắn với công nghiệp chế biến và thương mại. Bằng các cơ chế chính sách thông thoáng trong mời gọi đầu tư, Tuyên Quang đã có nhiều dự án đầu tư vào lĩnh vực sản xuất, chế biến lâm nghiệp. Từ sự gắn kết giữa người trồng rừng với các đơn vị sản xuất, Tuyên Quang đã xây dựng thành công chuỗi giá trị các sản phẩm từ công nghiệp chế biến đến kinh doanh thương mại, tạo ra bước đột phá mới trong hoạt động sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực này. Gia đình anh Phan Văn Thuế là một trong những hộ nông dân đầu tiên ở xã Nhữ Hán, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang tham gia dự án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Những hộ tham gia trồng rừng như gia đình anh được hướng dẫn quy trình từ khâu trồng, chăm sóc và thu hoạch sản phẩm từ lâm nghiệp. Cách làm này khác xa so với phương thức sản xuất truyền thống như trước kia, đặc biệt là việc nâng cao lợi nhuận trên mỗi diện tích rừng so với cách làm truyền thống. Rồi đây, vùng nguyên liệu gỗ của gia đình anh và nhiều hộ nông dân khác trong xã sẽ có cơ hội được xuất khẩu ra thị trường thế giới. Đưa cái FC về với chúng tôi thì chúng tôi thấy cảm thấy là rất là hợp lý, từ cái cách thức trồng, cách thức chăm sóc rồi cách thức khai thác, chúng tôi thấy rất là hợp lý và rất là có ích cho dân. Dự án quản lý rừng bền vững và chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế là dự án đầu tư vào lĩnh vực lâm nghiệp lần đầu tiên được triển khai tại tỉnh Tuyên Quang. Đặc biệt, dự án còn hướng các hộ trồng rừng ở Tuyên Quang bảo vệ môi trường sinh thái và hệ động thực vật trong những vùng rừng đã được cấp chứng chỉ rừng. Để dự án này sớm đi vào hoạt động, ngay từ đầu năm 2016, công ty cổ phần Woodland đã chủ động phối hợp với các chuyên gia của tổ chức tư vấn chứng chỉ rừng quốc tế của Đức để đánh giá hệ sinh thái rừng tại 3 huyện của tỉnh. Là dự án có quy mô lớn, người nông dân tham gia trồng rừng nằm trong dự án sẽ được cấp chứng chỉ rừng và được công ty bao tiêu toàn bộ nguyên liệu sau thu hoạch, với giá trị tăng từ 10 đến 15% so với giá thị trường. Qua gần 3 năm triển khai dự án này, Tuyên Quang đã có trên 16.000 hectare trồng rừng của các hộ dân đã được cấp chứng chỉ rừng theo tiêu chuẩn quốc tế FSC. Tham gia cái chứng chỉ FSC thì sẽ đảm bảo được 3 cái khía cạnh, tức là về kinh tế, môi trường và xã hội. Tức là khi mà người dân tham gia như vậy thì họ sẽ có cái điều kiện làm việc nó tốt hơn, đã đảm bảo được vấn đề về bảo vệ môi trường, đa dạng sinh học, hệ sinh thái nó được cải thiện, cũng như cái điều kiện làm việc của người dân được đảm bảo về an toàn lao động. Ngoài ra thì cái vấn đề kinh tế sẽ được nâng lên. Như vậy thì cái ba cái yếu tố về môi trường, xã hội và kinh tế sẽ đảm bảo khi mà chúng ta tham gia FSC. Để thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực chế biến lâm sản, tỉnh Tuyên Quang đã hoàn thành quy hoạch, phân thành 3 loại rừng giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2025, đồng thời tiến hành giao đất, giao rừng để người dân chủ động tổ chức sản xuất kinh doanh, liên kết giữa người dân với các doanh nghiệp. Bằng cơ chế chính sách mời gọi đầu tư vào lĩnh vực phát triển công nghiệp chế biến, đến nay toàn tỉnh có 5 doanh nghiệp đang trực tiếp bao tiêu nguyên liệu cho người dân để tổ chức sản xuất, kinh doanh, trong đó riêng công ty cổ phần Woodland hiện tiêu thụ trên 7.000 mét khối gỗ tròn và trên 10.000 mét khối gỗ sẻ. Đặc biệt, công ty cổ phần giấy An Hòa hiện cũng đã vận hành ổn định 2 dây chuyền sản xuất với công suất đạt gần 100.000 tấn giấy, đảm bảo tiêu thụ trên 600.000 mét khối gỗ mỗi năm. Từ việc chú trọng quy hoạch vùng sản xuất gắn với cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển công nghiệp chế biến, kinh doanh thương mại đã góp phần đưa kinh tế rừng trở thành lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu kinh tế của tỉnh miền núi Tuyên Quang. Trong 2 năm vừa rồi thì chúng tôi tất cả các chỉ tiêu nhìn chung là đạt và vượt kế hoạch đề ra. Để mà có những cái giải pháp cho những cái năm tiếp theo để hoàn thành cái thực hiện cái nghị quyết của tỉnh Đảng bộ đến hết nhiệm kỳ 2020 thì công ty chúng tôi mới đề xuất lên tỉnh Tuyên Quang đầu tư thêm một nhà máy sản xuất bột giấy công suất 150.000 tấn năm, sẽ tạo điều kiện cho khoảng 300 công nhân lao động có thu nhập ổn định. 800.000 mét khối gỗ rừng được khai thác mỗi năm, tạo ra việc làm cho 90.000 lao động tại các vùng nông thôn là con số ấn tượng của tỉnh Tuyên Quang trong khai thác tiềm năng, thế mạnh về rừng. Nông dân tham gia trồng rừng giờ đã yên tâm khi đầu ra cho sản phẩm được liên kết trong chuỗi giá trị. Đồng thời, doanh nghiệp cũng có vùng nguyên liệu có nguồn gốc đảm bảo cho hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu sản phẩm ra thị trường các nước trên thế giới. Đây là bài toán đã có lời giải cho hướng đi mới ở Tuyên Quang về phát triển kinh tế rừng bền vững.